Sang tháng là sẽ có cô nước ngoài là ở bên tận nước Úc ấy sẽ ra thăm Hoan và động viên Hoan để đi theo cô làm con nuôi cô bác ạ. Thế Hoan có đồng ý không ạ Hoan? Để em suy nghĩ đó. Để như nào? Để em suy nghĩ đó. Suy nghĩ ra. Và Tuần là tháng sau thì sẽ để Hoan suy nghĩ đến tháng sau xem là như thế nào cô bác nhé. Sang tháng thì cô sẽ chính thức sang Việt Nam để lên thăm em Hoan cô bác ạ. con chào con các bà các cô các chú. Chào Giang, xin chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với thước phim tiếp theo trên kênh Hoa Cải Vàng. Các bác thân mến, hôm nay thì chào Giang có đưa em Hoan đi chợ xã cô bác ạ. Hôm nay là ngày chợ xã của em Hoan, cho nên là cháu Giang có đưa Hoan đi mua hai bộ quần áo. Mấy gói mì tôm này là có cô tạp hóa nhận ra chúng cháu cho nên là có tặng Hoan, cho Hoan mấy gói cô bác ạ. Đấy, hôm nay là trời mưa phùn nhẹ cho nên là chúng cháu phải mặc áo mưa. Đấy, Hoan, sao lại đội mũ ở ngoài thế này? Phải đội mũ ở trong xong là trùm cái mũ áo mưa ở ngoài chứ. Đây là cái bản làng của em Hoan cô bác ạ. Khung cảnh rất là bình yên và bình dị cô bác. Đây là buổi sáng cho nên là đang có sương mù. Mấy hôm nay là vẫn là mưa suốt. Ở trên nhà Hoan là mấy hôm nay có mưa nhiều không? Có. Ừ, ngày nào cũng mưa. Vâng. Thế mấy hôm nay mưa suốt như này thì em ở nhà làm gì? Đi làm. Đi làm á? Vâng. Lại đi hộ các bác làm việc à? Vâng. Ừ, thế có lấy củi được không trời mưa ấy? Không. Hôm nào mưa quá thì đừng đi làm nhá, cứ ở nhà nhá. Vâng. Mà nếu có đi làm thì phải mặc quần áo đầy đủ nhá, quần áo dài tay ấy. Vâng. Mũ các thứ. Thế hôm nào Hoan đi học nhỉ? Ngày 25 tháng 5, hoặc ngày 25 tháng 8. À, bây giờ là Hoan chuẩn bị bước vào lớp 6 rồi cô bác ạ. 25 là em ấy bắt đầu đi học rồi. Còn là bên xã của em Thuận thì từ ngày mùng 5 là các em ấy đã bắt đầu đi học rồi. Thuận thì cũng đã đi học rồi cô bác ạ. Đây là cái quãng đường mà hàng ngày em Hoan đi học này cô bác. Còn đỡ hơn là ở bên chỗ nhà của anh em Hưng Thuận. Bên này là có giải bê tông này. Còn ở bên phía nhà của anh em Hưng Thuận là đi đường đất. Với lại rất là dốc luôn. Thế hàng ngày Hoan đi học là có sợ không nếu mà đi một mình ấy? Có. Chỗ của em là đi học là có bạn đi cùng không? Có. Có? Vâng. Có mấy bạn? Có 10 bạn. Thế có bạn đi học cùng không Hoan? Có. Ừ. Ở gần nhà mình luôn à? Vâng. Đi học là có mang cơm theo không? Có. Nếu mà buổi chiều đi học ấy. Có. Ừ. Buổi sáng là mấy giờ dậy nấu cơm? 5 giờ. 5 giờ dậy nấu cơm à? Vâng. Ừ. Đấy. Sáng nay là lúc đi là trời không mưa đâu cô bác. Nhưng mà lúc về là thấy trời bắt đầu là mưa phùn. Cho nên là hai chị em mặc hai kéo mưa về đến đoạn này thì lại bắt đầu tạnh rồi. Khả năng là hôm nay không biết là có nắng nổi không cô bác. Mây mù đang rất là nhiều. Bây giờ thì hai chị em chúng cháu sẽ di chuyển đi về nhà của em Hoan cô bác ạ. Còn rất là mong cô bác anh chị sẽ đồng hành cùng hai chị em chúng cháu ở thước phim này cô bác nhé. Cũng được mấy hôm rồi cháu Giang chưa lên nhà em Hoan. Không biết là nhà là mấy hôm nay có hỏng thêm gì không. Mấy hôm trước là bị dột khá là nhiều thì có mấy bác ở hàng xóm thì đã hộ em Hoan sửa nhà xong là Hoan cũng đòi đi về nhà ở rồi cô bác. Gần nhà của em Hoan thì toàn là ruộng lúa thôi cô bác ạ. Nếu mà Hoan ở nhà không có việc gì làm thì có mấy bác trong làng là có thuê em ấy để hộ nhặt cỏ hoặc là làm nhiều công việc khác nhau cô bác ạ. Nhà Hoan là ở dưới kia rồi cô bác. Hình như là mấy hôm nọ là bị cái tôn là bị lật lên cho nên là không ở được cô bác. Cho nên là mới có chuyện là Hoan tự ý là đi bộ xuống dưới kia. Không gọi điện được cho chúng cháu ấy cô bác. Cái tôn kia thì rất là nóng mùa hè. Với lại là nó nhẹ cho nên là rất là dễ bị lật cô bác. Dòng suối mà Hoan dùng để làm nước sinh hoạt. Nước này thì cũng không sạch đâu Hoan nhỉ. Đi cẩn thận nhá, trơn ấy. Mưa nhiều cho nên là đá này khá là trơn, phải đi rất là cẩn thận. Hình mấy hôm nọ mưa to là có cái suối này có to không Hoan? Có dám qua không? Nếu mà mưa to quá là nước chảy nhiều, chảy xiết ấy, không trẻ con như Hoan là không dám qua đâu cô bác.
Em ý là con trai với lại là ở một mình cho nên là cũng đường đi vào nhà là cũng bị hơi bị rậm rạp rồi các bác ạ. Về đến nhà rồi đây. Sáng nay là hai chị em đi chợ phiên từ 5 giờ rồi các bác. Bây giờ thì 5 giờ thì trời cũng đã sáng rồi. Nãy ở chợ thì rất là đông với lại là ồn cho nên là chú Giang không thể ghi hình được. Mấy hôm nọ là tôn bị lợt à? Tôn này rất là mỏng luôn cô bác, không phải là tôn xốp cho nên là khi mà bão to, gió to là nó sẽ bị lợt lên đấy. Có sợ không? Đấy. Phía bên này thì ngày trước là cái trình tường, bức tường trình tường là bị hỏng cho nên là đã sửa lại bằng ta lại bằng mấy tấm tre rồi này. Túi ướt không khoan, nếu mà ướt đừng để lên giường nhé. Cái đèn năng lượng mặt trời còn lên không? Thử bật lên xem nào. Vào nhà thử bật lên cho nó sáng xem nào. Ở trong nhà khá là tối cô bác. Chả qua là cháu Giang ghi hình bằng điện thoại cho nên là nó mới sáng như này thôi. Nhìn ở màn hình điện thoại là nó sẽ sáng hơn ở ngoài. Nhiều cô bác thì có gửi tiền lên và có bảo cháu là ai cũng nhắc là mua gạo cho Hoan thì cháu Giang cũng không dám mua lên nhiều đâu các bác. Chỉ khi nào mà hết, cần hết thì mới mua. Tại vì là em ý ở đây một mình ấy, sợ có nhiều quá thì có kẻ xấu lại rình mò. Cho nên là cũng không dám mua lên nhiều. Khi nào mà gần hết thì Hoan sẽ bảo cháu sẽ mua lên. Thế hôm nọ bảo trồng dâu có biết trồng không? Có. Có á? À, chưa trồng. Chưa trồng à? Dạ. À, thế bây giờ có giống dâu chưa? Chưa. Thế hôm nọ không phải anh Lực mang lên à? Không. Chị tưởng là anh Lực mang giống dâu lên. May mà ở một mình thì em Hoan vẫn còn một cái điện thoại do kênh của anh Lực có một cô tài trợ, một thầy tài trợ cô bác ạ. Đây, quần áo của em Hoan là treo ở ngay đây luôn cô bác. Thôi ở ngay đây luôn. Mấy hôm nọ là tường bị hỏng cho nên là em ấy có tận dụng mấy cái que này, mấy cái củi này để làm củi đốt luôn cô bác. Ở một mình là có nấu cơm ăn không hay là chỉ ăn mì tôm thôi? Ăn mì tôm á? Có bữa ăn. À, bữa ăn mì tôm, bữa ăn nấu cơm ăn cô bác ạ. Đấy, may mà hai chị em còn là về kịp chứ không là muộn hơn là sẽ bị tắc đường cô bác ạ. Khi mà chợ tan ấy thì nhiều bà con rất là đông, đi rất là đông cho nên là sẽ bị tắc đường. Hôm nọ là tấm tôn nào lật lên đấy à Hoan? Cái tấm nào? Tấm kia. Vâng. À đây cô bác, cái tấm bên này bị lật lên, vừa mới sửa lại đây. Bây giờ cháu Giang sẽ đi qua một vòng ngoài. Hoan này ra đây. Cây vầu này là ai lấy cho đấy? Hay là Hoan tự đi kéo về? Tự đi kéo về. À, mỗi nhỏ con như này là một lần kéo được một cây thôi chứ? Vâng. Có kéo xa không Hoan? Xa. Xa. Ở đây có cái không biết là ai trồng khoai dâu khoai lang ở đây. Bác hàng xóm hay là của em đấy? Của em á. À, ngọn của nó là lấy xào được nhá. Vâng. Xào là ngon lắm. Đi ra bên kia xem nào. Đi ra bên kia xem là mấy hôm nay có thay đổi gì nhiều không. Tô này thì bây giờ cũng không còn được chắc chắn nữa đâu cô bác, cũng không được kiên cố nữa. Chỉ cần có cơn gió thổi mạnh qua là nó sẽ bị lật. Nhiều lúc cho ra còn sợ là nó sẽ lật
gần nửa ngôi nhà luôn đấy cô bác. Thế ruộng phía bên này có phải của nhà em không? Phải á? Vâng. Ừ, thế ai trồng bây giờ là hình như là cho bác hàng xóm trồng xong là chia thóc ấy các bác. Tại vì Hoan còn nhỏ không làm được, mấy hôm nọ thì mấy bác hàng xóm cũng có nói rồi. Thế cái chỗ ruộng ngô ở dưới kia có phải của nhà em không? Đó. Phải á? Vâng. Nhưng mà không làm hết à? Ừ. Ừ. Khoan thì chỉ sống có một mình thôi các bác, không có con vật nuôi nào cả. Không có con mèo hoặc là con chó nào cả. Thế Khoan có muốn nuôi một con chó hoặc là một con mèo để làm bạn không? Có. Muốn là con chó hay con mèo? Con mèo. Con chó chứ hay là con mèo? Ừ. Con mèo á? À? Ừ. Khoan là thích con mèo hơn các bác. Nhưng em Quân là sẽ thích con chó hơn, tại vì con chó hay quấn quýt bên mình ấy, nhưng mà con mèo thì ban ngày là nó sẽ đi kiếm mồi, còn ban đêm thì nó mới về nhà ở thôi. Hay là chị mua một con chó cho trong nhà nhé. Vâng. Thích màu đen hay màu trắng? Trắng. Màu trắng á? Vâng. Nhưng mà phải nấu cơm cho nó ăn nhé. Vâng. Không được để cho nó chết đói đâu. Vâng. Ừ, đi vào nhà đi. Tôn này nếu mà mưa to là có ồn không Phong Khoan? Ừ. Ngôi nhà khá là tạm bợ thôi cô bác, tại vì là tấm rèm mà tấm tre này là cũng bị rách hết rồi. Ngào con không? Hết rồi. Hết rồi á? Vâng. Thế nãy không bảo. Còn tí nào không? Đâu chị xem nào. À, gạo là vẫn còn đủ 1-2 bữa. Lát nữa sẽ quay lại ra đi xã mua nhỉ. Dạ. Vừa nãy Hoan không nhắc thì cháu Giang cứ tưởng là còn ấy. Hôm nọ dặn bảo là gần hết thì bảo nãy không bảo gì. Tí lại mất công đi mua một lần nữa rồi. Mấy bao xanh ở trên kia là mấy cái bao Hoan nhặt ve chai mà không bán được ấy cô bác. Mà sẽ cất ở trên kia. Nhà Hoan thì một mình không có bạn. Nếu như mà ngày trước em Quân thì vẫn còn con chó với con mèo để làm bạn, còn Hoan thì không có con gì, không có con vật nuôi nào để làm bạn luôn. Đấy, Hoan đi học là được học sinh gì nhỉ? Học sinh khá à? Dạ. Học sinh khá là có giấy khen không? Không. Không à? Dạ. Phải học sinh giỏi mới có giấy khen nhỉ? Dạ. Lớp Hoan là có mấy bạn đấy? Có 25 bạn. 25 á? Dạ. Ờ, thế là còn ít đấy nhỉ? Dạ. Nói to lên một tí nhá, chị không có mic kìa. Dạ. Ừ. Ngày nào đi học là cũng mang cơm theo à? Vâng. Buổi sáng là mấy giờ dậy để nấu cơm? Nếu mà không có điện, không có đồng hồ như ngày trước ấy. Nghe thấy gà kêu là dậy. Nhiều cô bác là vẫn có thể là chưa biết đến hoàn cảnh của em Hoan nhiều, thì cho Giang xin tường thuật lại một lần. Hoan là mất bố từ năm mấy tuổi à Hoan? Năm 7 tuổi. Rồi. Bây giờ là được 11 tuổi đúng không? Rồi. Mẹ là bỏ đi lấy chồng mới rồi, bây giờ Hoan thì sống một mình ở tại căn nhà này cô bác ạ. Ngày trước khi mà chúng cháu chưa lên chia sẻ thì Hoan là sẽ đi lấy củi hoặc là đi hộ các bác, thì các bác sẽ lấy cơm cho hoặc là lấy củi để đi đổi gạo. Thì cuộc sống cũng rất là vất vả và khó khăn. Mấy bữa thì em ấy chỉ ăn cơm chan nước lã hoặc là có thể là mua được một ít trứng hoặc là có thể là ăn rau cỏ quanh nhà thôi các bác, cũng ăn uống rất là khổ, khan khổ luôn. Nhưng mà may sao là em Hoan là người là vẫn hấp thụ được, là con người là vẫn có da có thịt.
Ở một mình có buồn không Hoan? Có ạ. Thế có muốn có bạn ở cùng không? Có. Có bạn ở trong làng là cũng đi học cùng lớp với mình là có hay ra chơi với mình không? Có ạ. May là vẫn còn những người bạn là vẫn còn đồng hành cùng Hoan cô bác. Về phía bên chỗ ngủ của em Hoan là ở ngay bên kia là có một cái bức tường trình tường ấy cô bác. Sợ nó không chắc chắn như cái bức ở bên này, là sợ đang ngủ là nó sập xuống là chỉ có đè chết người thôi. Thực sự rất là nguy hiểm luôn. Buổi tối nếu mà ngủ một mình có ai ra dọa không? Lâu lâu làm sao? Lâu lâu mới có. Lâu lâu mới có à? Hình như là cái ổ điện kia là không có điện đâu cô bác. Từ ngày bố em mất là điện là không có rồi đúng không? Là cắt điện rồi đúng không? Bây giờ nhà Hoan là sống như người nguyên thủy luôn, không có điện đóm gì cô bác ạ. Ở trên kia thì có một cái đèn năng lượng mặt trời. Thế điện thoại là mình mang đi đâu sạc hả Hoan? Đi nhà chú, nhà bà. À, mấy bà hàng xóm sạc nhờ à? Vâng. Thế sáng hôm nay là định ăn mì hay là nấu cơm? Mì. Lại ăn mì á? Vâng. Nếu mà có thời gian thì nấu cơm ăn nhé. Vâng. Cá khô là còn không? Hết rồi. Hết rồi à? Vâng. Lấy đi chợ không thấy Hoan bảo gì cô bác, cứ tưởng là còn đồ ăn cơ. Lúc nữa khả năng là hai chị em sẽ phải đi qua chợ một vòng nữa. Cũng gần trưa rồi cho nên là bây giờ Hoan là bắt đầu nhóm lửa, xong là lúc nữa sẽ đun nước sôi lên ăn mì. Buổi trưa thì em ấy bảo là không nấu cơm đâu bác, chỉ có buổi tối là em ấy sẽ nấu cơm ăn. Buổi trưa là sẽ ăn mì tôm. Buổi tối là khi mà không nấu cơm ấy thì đêm đói em ấy không chịu được thì em ấy mới nấu cơm. Cháu Giang có bảo là tại sao không nấu cơm thì em ấy bảo là một mình lười nấu, cũng như là lúc nữa phải đi hộ bác làm việc cho nên là không nấu nữa. Nấu thì sẽ mất thời gian đấy cô bác. Nước sạch để dùng trong ăn uống thì Hoan không lấy ở ngay con suối kia đâu, mà sẽ đi nhà các bác hàng xóm để xách về, xách bằng những cái can như thế kia kìa cô bác. Phải nói là tự lập từ rất là nhỏ luôn. Bây giờ là 11 tuổi cô bác ạ, 11 tuổi là làm tất tần tật công việc ở trong nhà luôn. Một mình sống cô đơn trong cái căn nhà như vậy. Em Hoan kể là từ lúc mà bố mất là không có ai ở trong căn nhà này để sang sửa các thứ ấy, cho nên là người ta cũng cắt điện rồi cô bác. Bây giờ chỉ có cái này để chỉ có như là màu thôi cô bác. Đây, điện là bị cắt hết rồi, không có điện để dùng luôn. Đấy. Ngôi nhà tạm bỡ như vậy, nếu mà trong nhà có đồ gì giá trị là rất là sợ. May ra là nhà không có cái gì để đáng trộm cả. Chứ nếu mà có gì trộm là cái tường này cũng không chắc chắn, không rào chắc chắn đâu. Cái này là chỉ buộc bằng cái dây vải này các bác. Xé vải ra xong là buộc tạm vào thôi. Ngày trước may mà cái bức tường kia bị ngã là... bị sạt lở, bị ngã là may mà ngã ở ngoài. Chứ nếu mà ngã vào trong này là sẽ lấp hết toàn bộ chỗ khu bếp này, là còn mệt hơn đấy. Tìm gì đấy hả Hoan? Còn lửa đi đâu không biết à? Hay là vút đâu rồi? Ôi dồi, lấy vỏ thuốc lá đâu ra đấy hả Hoan? Hôm nào mấy bác đi ra đây hộ là mấy bác hút à?
Thế Hoan là bây giờ có ước mơ gì không hả Hoan? Em không biết nữa. Các mẹ em không biết. Hoan bảo là ước mơ của Hoan là không biết của bác ạ. Rất là ngây thơ luôn, bảo là chắc là mẹ cũng không về nữa cho nên là bây giờ chẳng còn ước mơ gì. Có muốn có một căn nhà mới không? Có. Có à? Ừ. Hoan thì cũng khá là ít duyên với các mạnh thường quân cô bác. Cháu Giang rất là mong cô bác anh chị có thể là mỗi người giúp đỡ em Hoan một ít để Hoan có một căn nhà ổn định chắc chắn hơn. Không cần là căn nhà quá to cũng được, chỉ cần là em ấy ở trong cái căn nhà kiên cố hơn là được rồi cô bác. Tránh mưa gió là được rồi, chứ căn nhà này là không hề ổn định chút nào. Ở đâu là cũng toàn là chỗ nguy hiểm thôi cô bác. Ở đâu cũng rào lại rất là tạm bợ luôn. Chỗ này mà đập thanh niên đập cửa vào một đập vào một phát là có thể là ngã luôn đấy cô bác. Cái bức tre kia ấy, cái bức tường tre. Và ngay cả mấy cái tấm tôn ở trên này chỉ cần có một cơn gió mạnh nào đi qua là nó sẽ lật luôn. Mà lật thì nếu mà nó bay ra ngoài thì cũng may hơn. Còn nếu mà đang ngủ mà nó bay xuống đập vào người chúng người thì chỉ có thể là không biết là chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Ngày trước thì Hoan cũng có mơ ước là cho mẹ về, nhưng mà đợi mẹ mỏi mòn mấy năm nhưng mà mẹ không hề về. Mẹ là bỏ rơi em ấy đi rồi cô bác ạ. Khả năng là sẽ mua cho em ấy một con chó nhỏ để em ấy làm bạn. Chứ bây giờ một mình sống không có con vật nuôi nào ở cùng luôn cô bác. Sau một lúc đun nước thì cũng sôi rồi các bác. Nước sôi rồi pha mì đi Hoan, đói ấy. Sáng thì từ 5 giờ là cháu đi là cũng có ăn mỗi người một bát bún rồi. Nhưng mà bây giờ cũng hơn 9 giờ rồi, Hoan thì trẻ con nhanh đói cô bác. Cho nên là em ấy lại bảo là đói cho nên là pha mì ăn cô bác. Hôm nay thì cháu Giang lên thì cũng muốn thông báo một tin, không biết là đối với Hoan là vui hay là như thế nào cô bác. Đối với Hoan thì không biết là gọi là vui hay là cực vui hay là bỡ ngỡ nữa. Tin là có hình như là từ tháng trước hay là mấy tuần trước ấy cô bác, cháu Giang có lên chia sẻ một cái video bảo là có cô ở bên Úc ấy là muốn nhận em Hoan làm con nuôi ấy cô bác. Từ đấy thì Hoan vẫn còn chấp niệm là mẹ sẽ về ở nhà đợi mẹ, không chấp nhận làm con nuôi của bác. Cô thì rất là tốt luôn cô bác ạ. Như Hoan, hoàn cảnh của em Hoan là cũng ít duyên với mạnh thường quân, nhưng mà bù lại là có một cô ở bên nước ngoài, bên nước Úc ấy, là rất là yêu quý em Hoan luôn cô bác. Cô có liên lạc với chúng cháu bằng Zalo, cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình của Hoan và cũng như là cho chúng cháu là cập nhật về tình hình của Hoan đến với cô. Cô bảo là từ cái video đầu tiên mà nhìn thấy em Hoan ấy, nhìn thấy mặt Hoan là cô cảm thấy rất là có duyên với cô. Cô rất là mong muốn được nhận Hoan làm con nuôi cô bác ạ. Và cô bảo là trong tháng tới là cô sẽ về Việt Nam với chồng cụ của cô, có việc và sẽ ghé lên trên này để thăm chúng cháu cũng như là sẽ trực tiếp để gặp Hoan, muốn thử tự bản thân mình là thuyết phục Hoan xem là Hoan có muốn đi cùng với cô không, muốn làm con nuôi của cô không ấy cô bác. Cô thì cũng có tâm sự với chúng cháu rất là nhiều, bảo là ngay từ đầu nhìn thấy mặt Hoan là cảm thấy rất là có duyên với cô. Và nhiều lúc nhìn mấy thước phim mà Hoan khổ ấy, cô còn rơi cả nước mắt luôn các bác ạ. Thực sự là
nếu như mà được ấy thì chỉ mong là Hoan sẽ được đi cùng với cô thôi. Nhưng mà một phần nữa là Hoan cũng khá là rụt rè nhút nhát, chỉ sợ là Hoan không dám đi thôi. Hôm nay lên thì Trà Giang cũng có muốn nói với Hoan như vậy. Vừa rồi là Hoan có nghe thấy chị nói chưa? Thế Hoan nghĩ như nào? Pha nước đi, pha mì đi. Một gói có no không Hoan? Nóng à? Cẩn thận nhé, không là tí bỏng tay đấy. Cháu Giang chỉ mong sao là Hoan khi mà gặp được cô ở bên Úc lên đây thăm Hoan thì Hoan sẽ đi theo cô thôi, để Hoan là bước sang một trang mới, một cái cuộc đời mới luôn cô bác ạ. Bây giờ mà chỉ cần Hoan đi theo cô là cuộc đời của Hoan coi như là bước sang trang mới luôn. Tại vì bây giờ ở đây Hoan cũng không còn ai nữa cả, một mình trống vắng cho cái ngôi nhà này. Nếu mà được đi theo cô thì rất là tốt luôn ấy. Thế Hoan có muốn đi theo cô không? Lại không á? Thế thì cứ đợi lúc nào cô sang đây để cô tự nói chuyện với Hoan, cô bác ạ. Thực sự là cô phải rất là yêu quý Hoan thì mới có thể là vượt hàng nghìn cây số để sang thăm Hoan, cô bác ạ. Thực sự là hiếm có cô nào mà có thể có tấm lòng như cô được. Cô cũng... ăn đi. Cô bảo là nếu như mà tự bản thân mình sang đây thuyết phục Hoan đi cùng cô, nếu mà Hoan không đi thì cô sẽ kêu gọi các bạn của cô là cùng nhau để giúp đỡ Hoan có một cái cuộc sống tốt hơn. Cũng như là nếu mà có kêu gọi được ấy thì sẽ làm một cái căn nhà nho nhỏ và tặng cho em Hoan cũng được, cô bác ạ. Rất là mong qua thước phim này thì sẽ được sự đồng hành của quý ông bà, cô chú, anh chị để giúp cho Hoan là nhanh chóng có một căn nhà nho nhỏ, cô bác. Đến 5-6 tháng nữa là đến Tết rồi, cô bác ạ. Thì chỉ mong sao là đến Tết là em ấy sẽ không còn phải sống như vậy nữa. Tết là không còn phải đón Tết một mình nữa. Năm ngoái là Hoan đón Tết cùng ai hả Hoan? Một mình. Một mình á? Dạ. Chỉ cần tưởng tượng ra cái cảnh tượng là Hoan đón Tết một mình là cũng biết được là ngày Tết là em ấy trẻ con như này không biết sắm sửa gì mà cũng không có tiền để sắm sửa. Một mình thui thủi một mình, xong là ăn cơm xong thì có thể là đi ra ngoài chơi với các bạn thôi ngày Tết đấy cô bác. Có thể là ở nhà thì không có gì, nhưng mà may thay thì bên cạnh đó hàng xóm của Hoan rất là tốt. Có thể là đi Tết là có đi ăn cơm ở nhà các bác hàng xóm không hả Hoan? Có. Có à? Vâng. Bây giờ cho Hoan ăn xong thì hai chị em chúng cháu là sẽ lại xuống ra chợ xã để mua một chút gạo cũng như là một chút đồ ăn để dự trữ cho em Hoan. Chứ vừa nãy thì cháu Giang cũng thực sự là rất là tắc trách là không hỏi Hoan ấy, thì Hoan cũng không nói với cháu Giang là hết đồ ăn. Nếu mà nãy chị không hỏi là Hoan cũng không bảo luôn à? Thế nếu mà hết đồ ăn thì làm sao? Đi làm á? Vâng. Lần sau nhé, chị bảo nhé, hết đồ ăn thì phải nói nhé. Vâng. Hết cái gì thì phải nói, không phải ngại nhé. Vâng. Bây giờ có điện thoại rồi, có cái gì cần giúp đỡ thì cứ gọi điện trực tiếp cho anh chị. Hôm nay thì cháu Giang lên thì cũng với mục đích là một là dẫn em Hoan đi chợ để mua quần áo sắm sửa cho năm học mới. Còn thứ hai là thông báo với Hoan cái tin là sang tháng thì có cô ở bên Úc là sẽ đích thân sang tận nhà
nhà Hoan để thăm Hoan cũng như là gửi lời động viên và ngỏ ý là muốn đưa Hoan ra nước ngoài cùng, thì không biết là Hoan có đồng ý không? Em cứ suy nghĩ đi nhá, vẫn còn hơn một tháng mà. Còn hôm nay thì Trà Giang chia sẻ thước phim cũng khá là dài rồi. Trà Giang xin phép là chào tạm biệt các bác ở thước phim này. Để hẹn gặp lại các bác ở thước phim tiếp theo thôi. Còn bây giờ thì xin chào các bác. Con chào các bà các cô ạ.